Kính chào quý vị khán thính giả và ban giám khảo. Dạ. Chào anh. Hôm nay nhóm kịch Nghiệp Dư HCA xin gửi đến một trích đoạn nhỏ về tiểu phẩm hài kịch, mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin cảm ơn. Xin mời. Ý anh trai, em đi đâu đây? Ta đi vòng vòng chơi, mày đi đâu vậy? Em đi chơi vòng vòng đây nè. Trời, dạo này tốt tướng dữ ha. Anh nói sao chứ? Anh sao rồi? Vợ con nhà cửa sao anh? Thì nhà cửa thì chưa có, còn vợ con thì cũng vậy thôi. Anh nói sao á? Em nghe người ta nói anh nhiều người theo lắm mà. Thì cái đó là chuyện một thời đã qua và một thời đã xa. Vậy hả? Vậy anh kể cho em nghe được không? Kể cho nghe hả? Nhắc lại một thời đã xa. Ngày xưa tôi cũng yêu nhiều cô, nhưng thời đó ta nóng tính. Chính vì nông nổi nên cuối cùng ế về nhà. Nhưng mà còn thấy tại tao, tại cô ta thôi. Chuyện tình buồn giờ ngồi nhớ, chuyện tình buồn giờ ngồi nhớ, chuyện tình buồn giờ ngồi nhớ. Khi em đang vui, khi em không vui, dù em đang vui hoặc không vui thì em cũng ăn. Em đang ăn kiêng, ăn kiêng thiếu miên, cho nên bao nhiêu là đồ ngon trên đời em cứ ăn. Em ăn sáng với bánh rang, trưa em ăn thêm bánh canh, chiều xế xế mới chút xíu em chơi thêm cái bánh pizza cá nhân, ngày càng tròn ngày càng béo, ngày càng tròn ngày càng béo. Tăng ca đi ra về anh tới đón em, em thang em đang thèm cơm chi đứng bò dây bên chiều. Em chi thêm chai thứ gì anh khuyên em nên dừng đồ phi cũng đừng em chán. Ngồi bên em cứ nhắc mai, trong khi em thân yêu cứ nhai đắng cay, nhìn em ăn rất thoải mái, em chẳng không quan tâm đến ai. Rất nay ngày càng tròn ngày càng béo, ngày càng tròn ngày càng béo, ngày càng tròn ngày càng béo. Ráng đi em, ráng ăn đi, ráng ăn đi đến khi tướng em như một vùng khi lớn. Thích ăn hơn cứ ăn đi, thích lặng hơn thích đi, xứng cây danh phủ lùng của sông. Rồi ngày mai khắp cả xóm khuyến khích em đi thấy sumo. Và em sẽ rất đôi tim, chẳng như cho em riêng quần ăn chân hầm. Một người gầy một người béo, một người gầy một người béo. Ráng đi em, ráng ăn đi. Hồi nãy tôi nói thật anh á, là anh với cái bạn này thoại mấy câu đầu, tôi nói thật á, là tôi hơi xấu tính, là tôi định bấm chuông. Là tại vì thật sự nói là cái chương trình ta là chương trình lớn, rồi sao vô diễn cái gì vậy trời, nói nhăn nói cuội cái gì không biết nữa, giống như kiểu mà không có tập vợt gì trơn, vô nói gì đâu không. Em ráng kiên nhẫn thêm tí nữa,
anh vô cái bài hát mà Ring the Bell cái là trời đó coi, em không còn cái gì để mà em tả nữa, tại vì cái anh chế lời cho cái bài nhạc nước ngoài mà cái bài là cái giai điệu nó cực kỳ khó vô, tại cái nốt nó nốt lưng lửng không mà anh viết cái lời nó rất là thông minh, nó vừa vui nhộn mà nó vừa tế nhị, mà quan trọng là anh gieo vần tốt và anh không có ép âm, có nghĩa là dấu sắc là dấu sắc, dấu quyền là dấu quyền, dấu ngang là dấu ngang, chứ anh không có cố tình anh ép cái âm để hát để đúng cái câu kia. Tôi cũng rất là bất ngờ với sự lựa chọn bài hát của anh để anh chế nhạc. Có hàng nghìn cái bài hát để mình lựa chọn, thì anh lựa chọn đúng một cái bài mà anh đặt cái lời vào, có cảm giác là nếu mà mọi người mà không nghe cái bản khốc ấy, mọi người chấp nhận ngay cái phiên bản này của anh, và mọi người cũng nghĩ rằng là nhạc và lời do một người viết luôn ấy, nó duyên dáng đến mức độ đấy luôn ấy. Thật sự có khả năng đấy, thật sự là anh có khả năng. Tôi cũng giống anh Trấn Thành, lúc đầu anh và em đây diễn cái thì bảo tôi chết rồi, lại hài nhảm giống Trấn Thành rồi, tôi định bấm chuông đấy, hóa ra không phải, hơn Trấn Thành tí đấy, có tí duyên. Duyên dáng, hoàn toàn đồng ý, chúc mừng anh. Xin cảm ơn. Tôi đồng ý luôn. Tôi cũng đồng ý. Cái bản này anh phải thu lại một cái bản tử tế để phát hành trên mạng, chắc chắn sẽ được rất là nhiều người yêu thích. Nhớ nghe anh, nhớ đi thu, oh yeah yeah. Một người gây, một người béo. Dạ, em đúng không? Anh đúng có hàng trăm bài để lựa chọn, để bài cực kỳ mà đúng rồi, giai điệu cực khó đúng không? Kiếm một cái bài giai điệu mà rất là khó, rất khó mà nghe vào cái hài hước luôn, duyên dáng chế đỉnh cao đấy. Dạ, ngon. Nó phải chọn bài đấy ta mới muốn cười. Một người gầy và một người béo. Một người gầy, một người béo. Đúng không? Nói chung là Việt Nam anh cũng thích, rất là thích tiết mục của hai bạn, cho nên là hy vọng rằng vòng sau sẽ có những cái tiết mục hài mà nó đặc sắc hơn để chinh phục ban giám khảo tiếp theo. Tài năng thì không dám nhận định về tài năng, mà chỉ cảm nhận hôm nay được một sự thành công nhỏ nhỏ như vậy thì là một điều rất là may mắn. Nếu mà có cơ hội vô vòng sau thì sẽ phục vụ. Đón xem chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam được phát sóng vào lúc 21:15 thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3.